Bản tin tối ngày 14 tháng 3 Quân đoàn tình nguyện Nga ủng hộ Ukraine tuyên bố ý định bắn vào các mục tiêu quân sự ở vùng Belgorod và Kursk. Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát bị Ukraine pháo kích. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ cảnh báo nguy cơ đột phá bất ngờ của quân đội Nga. EU đồng ý tăng thêm 5 tỷ euro cho quỹ viện trợ quân sự Ukraine. Báo Financial Times đưa tin Mỹ tổ chức đàm phán bí mật với Iran Nổ dữ dội nghi do dò khí ga ở Hà Bắc Trung Quốc, phóng viên của đài CCTV cũng bị ngăn cản đưa tin. Tin tại Việt Nam, lần đầu tiên có con đường mang tên anh hùng liệt sĩ Gạc Ma. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi bản tin tối ngày 14 tháng 3 của DKN. Kính mời quý vị cùng thưởng thức trà nhài san tuyết bản liền trà có vị chát nhẹ, ngọt bùi và thơm đậm hương nhài. Quý vị đặt mua qua số điện thoại 0945 689 573. Xin trân trọng cảm ơn. Mở đầu chương trình là phần tin quốc tế với những cập nhật về một số điểm nóng trên thế giới. Thưa quý vị, hãng Ukraine Skapravda, trích dẫn tuyên bố của ông Denis Nikitin, lãnh đạo và người sáng lập quân đoàn tình nguyện Nga RVC, rằng các tình nguyện viên của họ sẽ nổ súng vào mục tiêu quân sự ở vùng Belgorod và Kursk của Liên bang Nga trong vòng 1,5 giờ. Ông Nikitin nói, một lần nữa chúng tôi gửi lời tới cư dân của vùng Kursk và Benkrod. Lãnh đạo của các bạn đã không thực hiện các biện pháp để bảo vệ hoặc di tản các bạn, trong khi các cuộc tấn công vào các thị trấn và làng mạc yên bình ở Ukraine vẫn tiếp tục không suy giảm. Chúng tôi buộc phải nổ súng đáp trả các mục tiêu quân sự ở vùng biên giới, hãy rời đi ngay lập tức. Ông Nikitin cho biết thêm. Tôi đang trực tiếp nói chuyện với cư dân của những vùng này. Mọi người hãy rời khỏi Kursk, Benkarod và tất cả các trung tâm dân cư lớn ngay lập tức. Chúng tôi sẽ nổ súng vào các mục tiêu quân sự trong khu vực này trong vòng 1,5 giờ kể từ khi có thông báo này. Theo trang tin Ukrainska Pravda, vào ngày 13 tháng 3, các tình nguyện viên quân sự ủng hộ Ukraine này đã công bố một tuyên bố chung, trong đó họ thông báo về các cuộc tấn công nhằm vào vị trí quân sự của Nga ở Benkarod và Kursk đồng thời kêu gọi người dân di tản. Trong khi đó, vào ngày 14 tháng 3, Ban Quản lý Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát đã cho biết cơ sở hạ tầng quan trọng tại nhà máy đã bị quân đội Ukraine pháo kích. Báo cáo cho biết một thiết bị nổ đã được thả xuống khu vực hàng rào nơi đặt thùng nhiên liệu diesel. Ban Quản lý Nhà máy điện hạt nhân này cho biết thêm các chuyên gia của IAEA tại Nhà máy điện hạt nhân đã được thông báo về vụ pháo kích. Hãng thông tấn Reuters không thể xác minh ngay lập tức các báo cáo chiến trường từ cả hai phía. Diễn biến vẫn đang được cập nhật thêm. Tiếp tục một thông tin có liên quan. Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW nhận định tình trạng thiếu đạn dược và thiết bị quân sự do sự chậm trễ trong viện trợ của Mỹ và phương Tây có thể khiến chiến tuyến hiện tại ở Ukraine rất dễ bị tổn thương. Điều này có thể được lực lượng Nga khai thác để đột phá bất ngờ. Các nhà phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ cho rằng việc Ukraine ưu tiên khu vực tiền tuyến có nguy cơ cao nhất trước các cuộc tấn công dữ dội của Nga có thể lại tạo ra những lỗ hổng ở nhiều nơi khác. Các chuyên gia về chiến tranh của Mỹ cảnh báo lực lượng Nga có thể lợi dụng điều này để tiến công bất ngờ. Bước đột phá có thể xảy ra nếu như nguồn cung vũ khí cho quân đội Ukraine tiếp tục giảm. Các nhà nghiên cứu chiến tranh Mỹ cũng lưu ý rằng, việc Nga giữ thế chủ động trên toàn bộ đường dây tuyến sẽ làm tăng nguy cơ cho phép các chỉ huy quân sự của Nga chủ động tăng hoặc giảm cường độ hoạt động trên bất kỳ khu vực nào của tiền tuyến theo ý của họ. Các nhà phân tích của ISW nhấn mạnh rằng, lực lượng Ukraine có thể đang cố gắng giảm thiểu các vấn đề do thiếu đạn dược và cũng đang xác định các khu vực ưu tiên trên tiền tuyến. Tuy nhiên, các cố vấn chiến tranh của Mỹ tin rằng điều này có rủi ro cho lực lượng của Ukraine. Trước đó vào ngày 12 tháng 3, hãng tin Der Spiegel của Đức đã đăng tải một cuộc phỏng vấn với các chỉ huy Ukraine giấu tên. Họ nói rằng hầu hết đơn vị và đội hình của Ukraine đang thiếu đạn dược và thiết bị quân sự. Báo Der Spiegel lưu ý các đơn vị của Ukraine chỉ có thể giữ vững vị trí hiện tại nếu như quân đội Nga không phát huy hết khả năng để tấn công. Ông Oleksandr Sinsky, tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine, cũng đã cảnh báo rằng có mối đe dọa từ các đơn vị Nga sẽ tiến sâu hơn vào đội hình của Ukraine ở một số khu vực nhất định trên tiền tuyến. Ở một diễn biến có liên quan, các nước thành viên thuộc Liên minh châu Âu EU vừa đạt được thỏa thuận cung cấp thêm 5 tỷ euro, tương đương 5,5 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine, khi cuộc xung đột với Nga đã kéo dài sang năm thứ ba. Bỉ, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU, đã cho biết các đại sứ từ 27 quốc gia trong liên minh vào ngày 13 tháng 3 vừa qua đã nhất trí về nguyên tắc kế hoạch viện trợ bổ sung vũ khí cho Ukraine trong năm 2024. Theo hãng tin Reuters, khoản đóng góp 5 tỷ euro trợ giúp kỹ sẽ được chuyển vào quỹ do EU quản lý, có tên là Cơ sở Hòa bình châu Âu. Quỹ này hoạt động như một chương trình hoàn lại tiền cho các nước thành viên EU khi họ gửi đạn dược đến các quốc gia khác. EU đã cam kết phân bổ 61 tỷ euro từ quỹ này để hoàn trả một phần chi phí vũ khí do các nước thành viên chuyển giao cho chính quyền Ukraine kể từ đầu cuộc chiến của Nga. Quyết định tăng cường quỹ đã bị trì hoãn trong nhiều tháng giữa lúc các nước vẫn còn tranh cãi về cách thức hoạt động của quỹ này. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã ca ngợi động thái mới của EU thể hiện mạnh mẽ và kịp thời về sự thống nhất châu Âu. Chuyển đến một vấn đề khác. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã tổ chức các cuộc đàm phán hậu trường với Iran để kêu gọi sự giúp đỡ của Tehran trong việc gây áp lực buộc phiến quân Houthi của Yemen ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở hàng thương mại ở Biển Đỏ. Báo Financial Times đưa tin vào ngày 13 tháng 3 vừa qua, dẫn lời các quan chức Mỹ và Iran giấu tên, nói rằng các cuộc đàm phán được tổ chức vào tháng 1 tại Oman các quân chức Oman đóng vai trò trung gian, đưa đón các nhà đàm phán Mỹ và Iran để họ có thể liên lạc mà không cần liên lạc trực tiếp với nhau. Các cuộc tấn công của Houthi vẫn tiếp diễn không suy giảm, cho thấy các cuộc đàm phán bí mật ở hậu trường đã không đạt được kết quả như mong muốn. Báo Financial Times không nêu rõ liệu Iran có từ chối yêu cầu của Mỹ hay cố gắng thuyết phục phiến quân ngừng tấn công bằng hỏa tiễn và UAV không thành công hay không. Các nhà lãnh đạo Iran tuyên bố rằng mặc dù Tehran hỗ trợ nhóm chiến binh về mặt chính trị, nhưng người Houthi lại hành động độc lập. Iran được cho là đã tìm cách tránh leo thang căng thẳng với Washington, ngăn cản các lực lượng dân quân liên kết của nước này tấn công thêm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq và Syria. Sau khi ba binh sĩ của Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV gần biên giới Jordan, Syria vào cuối tháng 1 năm nay. Một quan chức Iran nói với báo Financial Times rằng khi một vị tướng chủ chốt đến thăm Baghdad vào tháng trước, ông đã khuyên lực lượng dân quân Iraq quản lý hành vi của họ theo cách không cho phép Mỹ giao chiến với Iran. Theo báo cáo, các nhà đàm phán Mỹ do Cố vấn Trung Đông của Tòa Bạch Ốc Brett McGurk và đặc phái viên Abram Paley dẫn đầu cũng bày tỏ lo ngại về chương trình hạt nhân đang mở rộng của Iran. Iran được đại diện bởi Thứ trưởng Ngoại giao Ali Bakri Kani, người đứng đầu đàm phán hạt nhân của Tehran. Vòng đàm phán thứ hai được cho là đã lên kế hoạch vào tháng trước đã bị trì hoãn vì ông Mossad đang tập trung vào việc cố gắng làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas. Báo Financial Times đã cho biết, cuộc xung đột ở Gaza cũng làm chệch hướng nỗ lực của Mỹ trong việc đàm phán các biện pháp giảm leo thang với Iran, bao gồm cả những hạn chế đối với việc làm giàu uranium của Cộng hòa Hồi giáo. Chuyển đến một tin nóng đáng chú ý về nội tình Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc đưa tin, khoảng 7 giờ 55 phút, sáng ngày 13 tháng 3, một tiếng nổ vang lên ở Yên Giao, tỉnh Hà Bắc. Khói dày đặc bốc lên trời dọc theo nơi phát nổ. Vụ nổ xảy ra tại một nhà hàng gà rán ở Yên Giao. Theo tuyên bố của chính phủ, vụ nổ bị nghi là do dò dỉ khí ga trong cửa hàng. Khoảng 9 giờ sáng, vụ nổ thứ hai lại xảy ra, kèm theo âm thanh chói tai, lửa bùng lên từ mặt đất và khói tiếp tục bốc lên cao nhiều hơn. Video được tung lên mạng xã hội cho thấy một vụ nổ bất ngờ phát ra tại hiện trường, khiến những mảnh vụn của tòa nhà xung quanh bay tứ tung. Nhiều ô tô bên đường cũng bị phá hủy. Sau vụ nổ, công ty Gas tại địa phương đã thông báo, dừng cấp ga bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 cho 50 khu dân cư và đơn vị gần địa điểm xảy ra vụ nổ. Đồng thời, công ty ga này nhấn mạnh sau khi xác minh hộ gia đình này không sử dụng ga của họ. Tại Yên Giao có hai công ty cung cấp ga, bao gồm Tidagas, Cơ quan chức năng đã điều động tổng cộng 36 xe cứu hỏa và 154 lính cứu hỏa đến hiện trường. Đám cháy hiện đã được khống chế. Thống kê mới nhất tại hiện trường cho thấy có 2 người đã thiệt mạng và 26 người khác bị thương, nhưng con số nêu trên vẫn khiến công chúng nghi ngờ. Một phóng viên của đài CCTV đã cố gắng kết nối với hiện trường vụ nổ đã bị cảnh sát địa phương và nhân viên chính phủ ngăn cản. Toàn bộ quá trình khiến nữ phát thanh viên trực tuyến này chết lặng. Theo báo cáo công khai, đây là vụ cháy nổ thứ ba liên tiếp xảy ra tại địa phương trong 3 năm vừa qua. Tiếp theo chương trình là phần tin tại Việt Nam. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 14 tháng 3, nhân kỷ niệm 36 năm sự kiện Gạc Ma, chính quyền và nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ gắn tên đường mang tên anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương. Tuyến đường mang tên người anh hùng Gạc Ma nằm ở tổ dân phố Mỹ Hòa thuộc địa bàn phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Con đường chạy dài khoảng một cây số dọc bờ sông xanh dẫn ra cửa biển. Theo chính quyền địa phương, tuyến đường này được chọn gắn tên liệt sĩ Trần Văn Phương vì đường hướng từ phía nhà của liệt sĩ Phương chạy ra hướng biển như một gạch nối giữa nơi sinh và nơi ông đã ngã xuống khi bảo vệ đảo đá Gạc Ma. Theo ông Nguyễn Văn Thống, Cựu binh Gạc Ma, quê ở xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, thì đây là lần đầu tiên có con đường mang tên anh hùng liệt sĩ Gạc Ma. Đúng ngày này 36 năm về trước, ngày 14 tháng 3 năm 1988, tại đảo Gạc Ma, 64 chiến sĩ hải quân nhân dân Việt Nam, trong đó có anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương, đã hy sinh vì Tổ quốc trong trận chiến với hải quân Trung Quốc để cắm mốc chủ quyền và xây dựng đảo chìm ở Trường Sa theo chiến dịch CQ88. Chiến dịch CQ88, tên đầy đủ là Chiến dịch Chủ quyền 1988, là một chuỗi các hoạt động quân sự trên biển Đông do quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam tiến hành từ năm 1978 đến năm 1988, nhằm thiết lập quyền kiểm soát đối với các thực thể địa lý tại quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền ở biển Đông. Chiến dịch được tiến hành trong hoàn cảnh có 5 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và có các hành động chiếm đóng quân sự đối với một số thực thể địa lý tại quần đảo này. Chiến dịch đầu tiên được khởi phát từ năm 1978, khi quân đội nhân dân Việt Nam phát hiện quân giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA có mưu đồ chiếm giữ các đảo, đá, dạng san hô, bãi ngầm thuộc quần đảo Trường Sa. Thưa quý vị, bản tin tối của dkn xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin thân ái chào tạm biệt